Hello, xin chào các bạn trở lại với channel của mình. Và hôm nay mình sẽ ra mắt series Multikin cùng nhạc. Và series này nó chỉ có nhạc và chơi thôi. Đây là clip dành riêng cho những ngày mà mình làm clip gặp toàn hack, bị mệt về thể xác, nên là mình không thể bình luận nổi. Nếu mà bình luận tiếp thì mình sẽ bị hụt hơi, nói không được nhiều và cười nó không được tự nhiên các bạn ạ. Thường thì mình mệt thì mình toàn cười rất là gượng. Thế là mình sẽ ra series này. Ra series này chứ không phải là mình bỏ bình luận đâu các bạn nhé. Đây là chỉ những clip mà những ngày mà mình mệt mỏi thì mình mới ra để cho có thể mọi người giải trí mỗi ngày, để mọi ngày không thể thiếu hụt clip. Thì rất mong các bạn sẽ vẫn ủng hộ mình. Thì hãy like, share, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
trong mưa vẫn cảm thấy ấm áp dư thừa. Complete.